Rồi. Đầu năm là có nghĩa là đi phượt SH đi phượt Tây Ninh hả? Hai chiếc luôn. Tây Ninh. Rồi. Hai chiếc này là cùng đời nhau hả? Không, này mới hơn. Này 2020 đi 2018. Rồi. 8 hả? Đi 8. Này 2020. Sắp sửa cậu làm luôn 2021 luôn rồi. Đúng rồi là. Rồi chuẩn bị lên đường. Yếu hả? Là làm xong rồi phải không? Rồi chuẩn bị chưa? Rồi chuẩn bị đi vượt nha. 1 hour later. Rồi. Bị coi có cái gì vậy con? Hủ tiếu. Có hành với giò gừng. Giò gừng à. Mình ăn hết không? Bánh canh nè, bánh canh ở đây là 2 tô, nó đem ra 1 tô bún, 1 tô giò, thấy không? Tiểu hồ đến 2 tô nè, tô tiểu. Đi 50 cây số. Cô gái đâu? Ôi, 2 tô luôn á. Anh đi con, anh đi để đâu? Không đi được bao nhiêu? 50 à? Đây là khoảng 30 cây, ba mấy cây à? 50 cây chứ. 50 cây hả? Đi mấy đường rồi. Rau gừng nữa nè. Rồi thử đi. Giò hả? Giò. Giò gân. Giò gân. Con là gì? Ớt phải không? Ok, mời bạn lấy ớt. Ớt phải ăn vậy. Trời ơi. Ớt giờ mắc lắm nha. Ớt nhanh 2 tô nha. Ăn kháng mắc lắm nha bạn, lần tới 2 tô rồi. Thôi cho miếng ớt nha. Ngon biến. Ăn thử ớt canh này với rau rừng trước nha. Sô-cô-la. Sô-cô-la. Ngon ngon. Có biết ăn cái đó không? Có biết luôn hả? Lâu lắm rồi mới nói, khoảng 10 năm rồi. Quay lại quán nè. 10 năm mới lại đây hả? Đâu, 2004. Đúng không con? 16 năm rồi. Vẫn còn mở cửa. Còn mở cửa. Để đi đi. Rồi, giờ thử một miếng quyết nè. Miếng quyết nha, đây miếng quyết to ghê. Để đi đi. Một miếng giò coi. Giò này giò gân nè. Giò gân. Giò gân. Để ăn. Ăn nước cốc. Nó nước trong. Cái cục thứ hai nè. Đây. Vô. Đã không? Ngon không? Ngon không? Quá ngon. Quá ngon luôn. Ngon không? Nhìn mặt nó ngon rồi. Ngon không? Đã không? Cao chưa đầy 20 phút. Chưa đầy 20 phút. Còn đúng dĩa rau không? Còn đúng cái dĩa rau không? Rồi, bây giờ chuẩn bị Đi tiếp. Khởi động đi, ngồi dầu. À, chưa đi, phải ghé cà phê nữa. Ok, rồi, cà phê ha. Rồi, tiếp tục cà phê. Lấy sức, chút nữa đi tiếp.
Đây, phục thủ đây. Phục thủ đã tới được chảng bàn đây. Sau khi ăn bánh canh chảng bàn, phục thủ đòi uống sinh tố đây. Dừa sinh tố cà phê. Nè, qua lấy cà phê nè. Nói gì? Đây, phục thủ đang cập nhật tin tức cho đồng bọn đây. Đủ rê đồng bọn về tiếp đây. Rồi thử miếng trái dừa này coi. Dừa ngọt. Lạc. Hôm nay là đi phượt là tới đâu dừng ăn chơi vô đó đúng không? Đúng không? Để ba mẹ già đứng mòn mỏi chờ đãi sinh nhật. Đi ăn bánh canh hai tô gì đi uống cà phê xong rồi cà phê là phải hai ly mới chịu. Đợi chốt cái hợp đồng về mua xe hơi. Chốt hợp đồng mà kiếm tiền tối có nhậu. Ok. Tiếp tục cuộc hành trình về để lên đường đi phượt. Lên đường đi phượt. Rồi, chuẩn bị nha. Sau khi uống nước lấy lại sưng sức rồi chuẩn bị đi tiếp thẳng tiến về Tây Ninh. Đi. Đợi đứng đây. Gì? Dạ. Hả này, hả này. 3 1 2 3. Thiếu ca sĩ, Không. Để mẹ đưa. Thiếu ca sĩ. Happy birthday. Chào Thiếp Bình coi. Bánh này là bánh của cậu Hà mua phải không? Mấy? 5 triệu. Dữ vậy? Mấy tuổi? 78 hay 87? Muốn mấy tuổi nữa? 78 Chị có cái chỗ nhỏ nhắn đi. Happy birthday to you. Chắc được mà đó. Cái gì vậy? Rồi gắm xuống mạnh nữa gắm. Mạnh lên. Chú thương gì? Đây là cái nó bên rồi. 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 Té. Đây chuẩn bị nhạc rồi chưa? Chưa cái gì thôi. Rồi bên rồi. To nước. Cho hát đi. Tôi xúc tác không kia rồi ta. Ông ngoại ông mua vé số ông tặng cho kìa. Đó. Mua vé số để sắp sửa mua xe hơi đó. Đi miền Tây á, Nam Kỳ lục tỉnh luôn. Tay mở đâu mà tá? Vừa có chú mẹ vừa có em bấm cái đó đi, em chưa bấm á. Cái này là đang chuẩn bị nha, mọi người đang chuẩn bị. Đây là chúc mừng sinh nhật ông và hôm nay con cháu tụ tập về đây nhân ngày kỷ niệm sinh nhật cũng như là ngày xuân vầy của gia đình. Chúc chúc cháu và luôn luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu và mãi mãi luôn những nụ cười này đến hết cuộc đời. Ok, rồi dừng nhạc lên đi. Ôi, 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 ôi,
Công hiến chưa? Chú chưa? Trời ơi, ấm đi lên bàn rồi vậy. Happy birthday. Thổi đi, thổi đi, thổi đi, thổi đi, thổi đi, thổi đi, thổi cùng mà. Thổi nha, coi chừng răng răng đó. Thổi đi bà ngoại, xuống đây, xuống đây. Con Nguyễn ra. Cầm hai tay cắt. Để chương trình cắt nha. Rồi cắt lên. 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 Rồi. Vỗ tay về được rồi nha, đừng có ụp bánh kem ngoài ngoài này nha. Giống như vui tắt rồi. Ụp một cái nó bật ngửa luôn. Lấy dĩa ra cho. Lấy dĩa ăn thôi, dĩa nữa. Không phải bánh bắp đâu. Bánh bắp mà, tao đặt bánh bắp mà. Ừ, đặt bánh bắp mà. Nè, mở lên coi có hột bắp không? Có. Mở lên coi có hột bắp không? Có cái chỗ này cày nó có bị dĩa không? Hớt ra nha. Có. Rồi, lấy ra hết rồi. Đây con cắt con cho. Đưa cho ngoài. Cái đàn cày thôi. Đi ra chỗ khác chờ ăn miếng thôi. Được rồi. Đây. Để xuống cắt là thôi cho bánh kem lành mặt. Làm đi con. Rồi, món này món gì giới thiệu luôn đi. Ớt nhúng rồi. Mẻ. Ớt nhúng mẻ rồi. Ớt mẻ bò. Thì bò luôn. Bên kia là rau muống mẻ luôn. Để nó ngầu đi. Rau muống luôn. Đây da ớt chiên giòn. Tép. Cái gì? Cái nhiêu tuổi? Nói chung ra là nó là bao nhiêu? Rồi đây là mẹ. Năm nay 2021 rồi. Mẹ nè. Ồ. 77 hả? 77. Giờ chờ nó sôi lên thôi. Rồi. Rồi thôi. Rót bia vô đi. Nay thử uống bia Sài Gòn nè. Ở Sài Gòn uống đây mà về nên uống Sài Gòn. Cái lạnh lạnh nữa đêm hai bên. Rồi, vô. Rồi cậu Hà á. Vô đi. Chúc mừng sinh nhật đi. Vô. Wow. Sài Gòn này uống cái chai đầu tiên nó ngọt ngọt á. Ngọt mà bà. Uống tép rèn. Wow, tép ngọt ngọt. Đó, bây giờ bỏ ớt vô nè. Ớt đó, ớt đó. À. Thôi đó. Một con ớt luôn. Một con ớt luôn. Cái này chắc là dằn bỏ cái lửa ra. Bỏ cái lửa ra thêm để như thế không? Dạ. Ông hay à, ông hay vừa. Thấy ngoài quá chắc là quá. Cái lóc giờ nó nhúng là mẻ. Đó. Thôi giờ để vợ chứ. Cái trái nó lại như nước gì đó. Chút nữa là bỏ thêm một mớ cái rau muống vô ha. Đây. Ít nhúng mẻ. Bẻ trời ơi, bẻ rau muống mà sao có khúc 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 là để gọng dài dài luôn. Rau muống hái ngoài vườn vô bẻ. À, ngoài vườn. Này rau muống là hái bên nhà bà Chính nè. Sớm mới nhà bà Chính, nhưng mà nhà bà Chính là dịch mới, mới có lại nhú nhú rồi mới thả hột xuống à. Rồi, chờ nó chín đi. Hàng để thử một cái da ớt này cái coi. Dâm như đường ớt nè. Da ớt. Đừng như vậy à. Không. Đó không? Đó. Vô đó cậu hả? Ừ.
làm một miếng da ếch chiên giòn coi. Con này bạn phải làm nè. Kê vô gắn ngay cái rớp á. Hết thì sao hết rồi. Nó là còn da. Rồi vô cậu Nam đó, hôm nay đánh cờ tướng với cậu Nam đó. Anh được anh được ba con chốt rồi nha. Không có da cá. Dạ anh cũng ngon lắm đi nè. Mỡ. Gòn, luôn năm. Rồi bây giờ thử cái gì ta? Những thịt bò kìa. Bữa nay chín không? Gì con? Sao? Thao. Uống rửa chưa? Uống nào? Cái này là phải để lâu phải không? Không phải già. Trước nè. Ok ok, rồi thử miếng bò. Một lớn cỡ đó uống đi. Mắm nè. Uống được. Mẻ nè. Vô. Mềm không? Cậu Nam, mày ăn được cơm lắm rồi. Mấy đồng quay mình được ghi nhãn mắm vô ta. Đi đâu cũng về móc tiếc mà. Người ta nói khấm khấm mà ngon. Có mắm nó mới thấm mới ngon phải không? Đúng không? Nói chung là có tiền mua. Nay đánh cờ tướng nha. Bây giờ anh lên được 3 con chốt rồi đó. 2 con chốt nữa là đủ vàng chốt 5 con nha. Review bánh canh 2 tô. Đó đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa. Kêu còn kêu bánh 5 review bánh canh 2 tô mới là chuyện vui nè. Vậy hả? Tưởng có 50 ngàn tô ăn rồi đâu, 70 ngàn tô. Gì? 70 ngàn tô. Cậu mấy tôi với ốc ăn 2 tô bánh canh thì tát không mà 60 ngàn tô. Đây bánh canh 2 tô bỏ anh rất là nhiều. Rồi vô đây. Lên đủ 5 con chốt thì tính. Vô xe tướng thi tượng ha. Đó, hai thằng ăn giò. Vô em. Con ăn giò và ăn thịt sắn mà cũng 60 ngàn tô. Tại vì giò nó nấu ra nước. Vô ngay chầm chầm đi. Nó bị tai nạn ở trong bàn đó. Để ước mơ nó thành hiện thực. Chút chứ. Bánh canh 2 tô là gì? Biết rồi, cái đó ăn. Có tiếng gì vậy chứ mà cũng đâu có ngon lành gì đâu. Bình thường. Đã hay mất.
mít nè, hai mít nè, hai mít nè. Wow, hai nhiêu mít. Wow. Ai ở dưới quê hai mít là dày đây. Một người cầm dây, một người đu. Toàn tan. Phải dừng té đó. Wow, mít nhiều quá nha. Về cho trái. Trời cái mít này cái gai nó nở ghê luôn á. Đã quá hả? Ừ, có cái mít này bự bự đó. Thơm quá, trái này là dữ dằn nha. Mấy trái lận? Đang gỡ nè. Ở dưới kia nó cũng mớ nè. Trái nữa, trái nữa, trái nữa. Lên dây, lên dây. Wow. Mấy trái ở trên kia nó bị con gì ăn kìa. Chuột phải không? Non phải không? Cầm điện thoại cho ông Út để cho. Cầm thôi nha, đừng có giật cái cậu mày bay đến đây luôn á. Vô luôn, vô luôn. Wow. Đang cột, đang cột. Thôi gì? Con wow. Đây. Còn để cắt xong rồi chứ. Thả dây từ từ. Á trời luôn. Bán trái này nhiêu vậy? Hả? À. Mít này mít gì vậy? Thái. Mít cây Thái hả? Mít chứ mày. Mít Thái con. Mít Thái. Mấy Việt Nam mà ăn Thái. Wow. Nè đứng đây. Ú bên kia kìa. Quá trời cái mít luôn. Đây là 1 nè, 2, 3. Đó. Bây giờ quá trời luôn. Mít này luộc lên ăn được phải không? Đi ra ha. Thôi. Đi ra hái nè. Rồi, xuống. Đi vào cắt hả? Rồi, thả xuống đi. Thả xuống, thả xuống. Coi chừng nát. Thả dây. Thả kéo, kéo từ từ, kéo căng cái dây ra chứ thả xuống nó rớt cái bùm xuống bây giờ. Rồi, rồi thả từ từ xuống. Từ từ, đây. Rồi. Buông ra luôn, buông ra luôn. Đúng rồi, đu qua về, thả dây ra. Ô, chạy mũ, chạy mũ, chạy mũ. Đúng rồi, phải lấy. Ở dưới đây, ở dưới là tính. Nè, mở nè. Mở á. Rồi, đưa hai cái này nữa. Bon người nào cho được. Con nữa hả? Không phải không? Tài chiếc khỏe không hả? Nghe đi. Rồi, tiết mục đi uống cà phê bắt đầu. Bye. Alo. Cầm dao vô chưa? Ê, vậy hái được mấy trái rồi? Cầm dao rồi. Cậu đang thái mít này sắp xong rồi vậy. Wow, cái cây này là mít Thái nè. Nghe, con nghe. Gai nở cực kỳ nở luôn. Mít nè, thử ra. Ôi trời, thơm quá trời luôn. Cứng hả? Gai nở hết, trái nào cũng gai nở hết nè. Có đã. Ở đâu? Thư giãn. Thư giãn nè. Đây, tiết mục bây giờ hạ trái mít. Cắt xuống 5 trái rồi. Quá chín rồi, giờ phải cắt luôn. Mít này mít Thái. Mít này Thái đó. Thái này là Thái gì? Thái vui. Chứ không phải Thái dũng hả? Đó, nó vui chỗ này nè. Mít ở tình hình mà, mít cây Thái xuống sáng rồi Thái. Mít này, mít này là Thái. Cây này cây mít Thái nè. Mít Thái, nhưng mít mà Thái là đúng rồi, nhưng mà Thái vui nó vui chỗ này nè. Chứ anh tưởng nó là Thái giọt. Nhưng mà hình như là nó còn có cái là Thái dũng nữa. Đâu thử thử một miếng được không? Được anh nè. Đâu cái nào anh đẩy ra cái góc đẩy mình để tí em mang qua tay miếng lợn nè. Rồi thử đại cái. Rồi rồi ngon ngọt không? Lắm, mít này là đây một miếng không gì hết. Ok đấy. Đây miếng này. Quá vàng luôn, này là màu vàng mít nghệ luôn nè. Mít này tự nhiên. Ok thử miếng nào. Wow, nó giòn mà ngọt ghê lắm. Ngon quá không? Tự nhiên á. Ê, cắt cái này, cắt hết để tủ lạnh rồi, xách về Sài Gòn hả? Lỡ tay rồi làm luôn. Làm luôn 5 trái hay sao? Không, cái kia chưa chín mà. Chưa chín hả? Vú hả? Ừ, phải vài hôm nữa nó chín mới ăn được. Ok, rồi, cái chút này để rồi. Em lỡ tay em cắt luôn nó hư á. Ừ, cắt xong rồi một hồi là chút ăn xếp lên dĩa luôn. Ok.